Hello các bạn, hôm nay Kinh Mèo Hay xin phép giới thiệu mấy cái app rất là cần thiết cho cái điện thoại của mình nha các bạn. Mấy cái app này mình biết biết sử dụng thì nó rất là tiện ích, nó rất là hay. Đây thì thứ nhất là mình vào cửa hàng Play nha. Đối với iPhone thì chúng ta vào App Store. Đã vào đây chúng ta tải cái Magnify Glass này, tức là cái kính lúp đây, Magnify Glass này, cái kính lúp có đèn, kính lúp mà nó có luôn cái đèn pin. Thì cái này chúng ta thấy cái này nha, đó, tải xuống mình đã cài rồi cho nên ở đây thì nó yêu cầu là cập nhật thôi. Đối với cái phần mềm này thì các cái điện thoại Samsung hoặc là iPhone nó có cái xài Android 4.0 trở lên là xài được rồi, hoặc là iOS là 5.6 là xài được rồi, cho nên phần mềm này có thể là nó phù hợp với hầu hết các cái điện thoại đang sử dụng thông dụng hiện nay. Rồi sau khi cài đặt xong chúng ta mở ha, thì nó có đèn luôn nè, chúng ta thấy là các cái chấm ở trên trên chữ ở trên trên cái tờ giấy dưới nó hiện lên rất là to. Rồi quan sát ở phía trên này chúng ta thấy nó có một số cái hình ảnh biểu trưng này, đây là đèn đó, nhấp vào đó là chúng ta tắt đèn, đây là mở đèn, đây là tắt và mở quảng cáo của riêng cái phần app này. Để mà bỏ quảng cáo thì chúng ta mở cái phần này và xem hết 3 video, cứ xem hết một video thì nó thưởng cho chúng ta một tính năng. Ví dụ xem hết video quảng cáo trong 30 giây, video 1 này nè, thì nó có thể nó thưởng cho chúng ta là cái tính năng ổn định khi xài kính lúp. Ví dụ vậy, xem hết 3 cái quảng cáo này nó sẽ thưởng cho chúng ta 3 tính năng. Rồi, các bạn tự trải nghiệm ha. Rồi, còn cái này chúng ta thấy là đây là cái lệnh chuyển màn hình, tức là chuyển từ cái kính lúp từ đằng sau ra trước rồi. Giống như selfie vậy đó, nó rất hiệu quả vậy. Thử xoay ngón tay nha. Đây đó, còn nếu chúng ta rọi vào mặt á, rọi vào mặt mình là thấy rõ từng cái mụn rất nhỏ luôn. Còn cái biểu tượng cái kính này nè là dùng để tắt hoặc mở cái phần mềm này. Đến như vậy nó đang cái thế này là đang hoạt động, mình không có muốn nó hoạt động nữa, chuyển qua cái chế độ bình thường thì mình tắt nó đi, là ấn vào cái kính đó. Còn nếu bây giờ muốn mở thì bật lại đó. Còn cái phần máy chụp hình là dùng để chụp hình, và nhờ cái tính năng này thì chúng ta chụp hình được những cái ảnh rất là xa, rất là xa nhưng vẫn rất là rõ. Đây bây giờ ứng dụng của nó, ví dụ chúng ta thấy nè, ở cái chai này cái chữ viết cỡ này thì rõ ràng là không thể đọc được rồi. Chúng ta thử dùng cái kính lúp của cái phần mềm chúng ta đọc nha. Đây chúng ta thấy nó phóng lên quá to luôn, dư luôn. Đã đọc được hết, đọc được rõ ràng hết từng chữ, mặc dù chữ rất nhỏ, chữ không có kính thì chúng ta thấy là vô phương. Rồi chúng ta thử một vật khác ha, cái tờ vé số nè, cái vật xài hàng ngày không biết sao nó ghi cái gì luôn, chữ nhỏ xíu đó. Trời ơi, để cái kính lúp vô cái nó sáng rõ dư luôn, dư đọc luôn. Đấy, số trúng hay còn nguyên hình, nguyên tờ không được rách rời hoặc chấp phá. Vé số trúng được lãnh trọn tiền mặt một lần, ví dụ quá thời hạn 30 ngày gì gì đó. Đó, đọc rất rõ ràng. Và nếu cần thì chụp hình lại. Đó, cho nên có thể nói cái kính lúp này là tính năng hiệu quả sử dụng rất là cao các bạn. Thì có trà Atiso, trai mới gửi từ Đà Lạt về tặng, chữ cũng nhỏ xíu à. Dư đọc. Thì đây là một ứng dụng rất là tuyệt vời, nhất là đối với những người lớn tuổi ăn. Nó cực kỳ tiện dụng, và đặc biệt là dùng dùng chụp ảnh những cái vật thể ở xa là rất rõ nét, rất êm.
Rồi, tiếp theo là tôi xin trao đổi một cái phần mềm thứ hai cũng rất cần thiết. Chúng ta cũng vào cửa hàng Play ha. Đã, chúng ta cũng vào cửa hàng Play hoặc là App Store của iPhone. Chúng ta nhập vào hai chữ CC Cleaner này. Đây là một trong những phần mềm dọn dẹp điện thoại và máy tính khá hiệu quả. Đối với cái máy tính của mình thì mình xài cái này gần 20 năm nay, tức là xài rất nhiều. Và khoảng một tuần, tháng, đôi khi mà máy tính nó chạy thiếu ổn định thì mở ra xài. Còn hôm nay thì chúng ta có thể cài đặt trên điện thoại để sử dụng. Đây, nó cài xong. CC Clean là người trình dọn dẹp. Chúng ta ấn bắt đầu ha. Sau khi cài xong thì ấn bắt đầu. Cảm ơn bạn đã cài đặt. Nó yêu cầu nâng cấp ngay. Thì cái dạng nâng cấp ngay là có thể phải trả tiền. Còn nếu dạng dùng thử, tìm hiểu thì chúng ta xài tiếp tục với quảng cáo. Không thích thì mình gỡ ra ha. Sau khi vào thì nó kiểm tra một cái thì nó báo là cái dung lượng bộ nhớ của mình á đã sử dụng 41% và còn khoảng 80 GB, 80,5 GB là còn trống. Cái điện thoại này khoảng 128 GB xài 40% này còn 60% này dư khoảng 80 GB đây. Và nó đề nghị là bắt đầu ở đây. Bắt đầu mình nhấp vô ở đây thì nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta lần dọn dẹp đầu tiên cái máy này. Thử ấn vào nha. Nó đề xuất là cho nó truy cập để nó dọn dẹp ảnh rồi các cái nội dung nghe nhìn và tập tin của mình. Thì rõ ràng phải cho nó truy cập để nó thực hiện ha. Đây. Vui lòng bật công tắc của cleaner. Chúng ta kéo cái đây, cleaner này. Đây, cấp quyền cho nó. Rồi. Và sau đó thì nó quét để tìm rác. Chuyển sang bước 2, chúng ta nó cho nó quét để tìm rác cho nó dọn dẹp. Đây đang tìm nội dung rác và nó làm rất nhanh. Chớp mắt cái mình chưa kịp nói là nó đã xong rồi. Và nó yêu cầu xem kết quả nè, xem. Đây. Đây là nó báo đây, báo kết quả. Các cái tệp không cần thiết. Trong bộ nhớ đệm ẩn là nó khoảng khoảng mất khoảng 4,2 GB rồi, là khá nhiều á. Và cái quan trọng á, nó đã tự động xử lý và nó chọn được 15 mục rồi. Và khi mình ấn thực hiện thì ngay lập tức nó sẽ thực hiện dọn dẹp luôn. Là nó báo dọn dẹp xong. Tiếp theo, chúng tôi sẽ xem xét tài nguyên thiết bị của bạn xem. Đó thì bộ nhớ đã được sử dụng 58% và chỉ còn bộ nhớ trống chỉ còn có 3,18 GB thôi, tương đối thấp. Và nó yêu cầu tăng tốc nhanh. Đó, cái máy này mình thường xài rất kỹ, xử lý dữ liệu rất là kỹ. Nhưng vẫn sau một thời gian xài thì nó vẫn tồn tại rất nhiều rác. Nó lấy lại được 606 MB. Rồi, vậy là cơ bản là xong. Và cái máy của chúng ta có quyền an tâm hoạt động. Sau 1-2 tháng máy nó chạy chậm hoặc có trục trặc thì chúng ta lại mở nó lên và lại xử lý nó một lần nữa, chạy rất là đơn giản. Đây, nói chung các cái phần mềm nó xài lâu năm rồi nó khá thông minh, cho nên nó hỗ trợ cho mình rất là tốt. Cái quan trọng xài bản mà chính thức của cả hai cái thằng này, thằng thằng Black Live Magnify và thằng CC Liner. Đó, thì rất là tốt, hai cái bạn tốt. Còn nếu không thì chúng ta xài trong cái chế độ quảng cáo vẫn rất là an toàn, rất là hiệu quả. Rồi, video hôm nay là xin phép kết thúc ở đây. Hy vọng là có hai cái phần mềm này thì cái việc sử dụng máy tính của chúng ta sẽ hiệu quả hơn. Rồi, video hôm nay đến đây là xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ kênh Mèo Hay trong thời gian vừa qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.